Rồi. Tức là chúng ta cần cái gì nè? Chúng ta cần cài, theo tôi biết đấy, chúng ta cần cài hai phần mềm. Một là cái bản gọi là bản gốc của Python, nó gọi là IDE Python như này này. Chạy lên như này này. Vậy thì đây là cái giao diện của cái Python gốc. Thì chúng ta phải cài cái này. Tôi sẽ dạy thường xuyên trên cái giao diện này. Mà mai kia các bạn mà các giáo viên mà đi dạy học sinh thì cũng dạy trên giao diện này. Còn cái thứ hai, cái phần mềm thứ hai là chúng ta có thể cài hoặc là không cũng được, là một cái phần mềm chuyên để soạn thảo lập trình. Thì chúng ta có thể có nhiều phần mềm khác nhau, chúng ta có thể cài đặt. Mà tôi hay dùng cái phần mềm này. Đây là phần mềm gọi là WinRAR, Personal, là cái phần mềm mà dùng để lập trình soạn thảo ở trên màn hình như này. Cái phần mềm này nó nhẹ nhàng và nó miễn phí và thuận tiện. Thuận tiện mà nó không phải là quá chuyên nghiệp lắm. Thật ra những cái phần mềm mà soạn thảo quá chuyên nghiệp thì lại không hợp lý đối với học sinh phổ thông. Cho nên là cái bản này là cái bản theo tôi là rất thích hợp để chúng ta dạy cho học sinh, cho cả học sinh bình thường lẫn học sinh khá giỏi là hợp lý. Được chưa? Nhưng mà chúng ta sẽ bắt đầu lập trình Python bằng cái giao diện này. Đây là cái giao diện là gốc của Python. Các bạn lên cái trang là python.org, các bạn tải về cái phần mềm gốc của nó và cài thì nó ra. Đấy, cái bản hiện nay đang có trên mạng, trên bản đó là cái bản là 3.9, đúng không? Thì sắp tới nó sẽ ra cái bản 3.10 cuối năm và nó sẽ phát triển nữa. Thì cái chúng ta bắt đầu học nhá, thì cái Python nó là cái gì? Nó là ngôn ngữ lập trình giống như là các ngôn ngữ khác, giống như là Pascal, giống như là C, giống như là Java, giống tất cả các ngôn ngữ lập trình khác. Nhưng mà có một cái điểm khác biệt cần phải chú ý, và chính cái điểm khác biệt này làm cho cái Python, là theo tôi, làm cho Python nó rất là dễ học hơn hẳn các cái ngôn ngữ khác. Từ xưa nay là chúng ta, thực ra ở Việt Nam chúng ta là bắt đầu dạy cho học sinh lập trình rất lâu rồi. Cấp 2, cấp 3 đều dạy lập trình Pascal cả. Nhưng mà theo tôi quan sát ấy, là học sinh chỉ có một số ít học sinh là thích học thôi. Còn đa số là họ cũng không thích học cái lập trình này. Họ kêu là, các cháu kêu là khó hiểu quá. Thì có lẽ có nhiều nguyên nhân lắm. Nhưng một trong nguyên nhân mà theo tôi biết ấy, là như tôi nói đấy, là chúng ta rất khó dạy cho học sinh là dạy tới đâu thành luôn tới đó, rất là khó. Phần lớn là dạy chay ở trên bảng, phần đến giờ thực hành học sinh mới vào thực hành. Thì như vậy chính cái quá trình mà dạy chay xong vào thực hành ngay, vào thực hành ấy, làm cho cái việc học trở nên rất là khó, rất là khó. Đấy, thì đối với cái Python thì nó không như vậy nữa. Đấy, chúng ta cho nên khi mà mai kia mà các bạn mà đi dạy cho học sinh ý, thì các bạn khuyến khích học sinh là học sinh có thể cài, học sinh có thể dùng mà cũng dùng có thể cài đặt trên trên smartphone, trên điện thoại thông minh hay trên máy tính bảng, cài đặt cái Python này, cái bản kiểu gốc này nhé. Và khi giáo viên giảng trên lớp, học sinh gõ luôn, giáo viên gõ học sinh gõ luôn cái đó thì rất là dễ hiểu. Được chưa? Rồi nhé, thì chúng ta bắt đầu nhé. Thì Python nó làm những ngôn lập trình, nó là ngôn lập trình là thông dịch, nó không như là Pascal, như là C. Là trong Pascal và C chúng ta phải lập trình xong, chúng ta là phải biên dịch ra một cái ra một cái code khác, xong cái code khác chúng ta nó biên dịch và chuyển vào cái một file exe, và phần mềm nó chạy trên hệ điều hành, nó chạy thì bây giờ nó mới chạy, nó mới được. Còn Python thì không như vậy. Python là như này, là chúng ta viết các lệnh, và khi chạy thì phần mềm chạy từng lệnh một, thì nó gọi là thông dịch. Viết nó chạy lệnh một, lệnh hai, lệnh ba, lệnh n, cặp lệnh thế lệnh thứ n mà gặp lỗi thì nó dừng lại, không lỗi nó dừng, chạy hết từ một chuyến cuối của chương trình, nó chạy lần lượt từng lệnh một. Thì đó là cái ngữ lập trình gọi là thông dịch. Nó có hay của nó là nó có cái nhược điểm của nó, cũng có ưu điểm, nhưng mà cái ưu điểm là nó thuận tiện, nó dễ viết, và khi mà chúng ta chạy chạy cho học sinh ý, thì học sinh thấy ngay là cái lệnh này đúng, lệnh này sai, đúng sai là biết ngay lập tức. Được chưa? Thì đây là trên mình các bạn, đây là cái giao diện của cái phần mềm Python gốc. Thì đây chính giao diện nó gọi là giao diện tương tác,
Thì ở trong Python có hai chế độ làm việc, một là chế độ làm việc tương tác trực tiếp với lệnh của Python, và thứ hai là chế độ lập trình, soạn thảo lập trình Python. Thì đối với học sinh ý, thì những buổi học đầu tiên học ý, là chúng ta dạy học sinh trên môi trường tương tác như thế này nhé. Thế còn thấy không, thì ở đây thấy có cái ba dấu nháy, ba dấu lớn hơn, thì đây cái này ba dấu này này chính là nó gọi là đây chính là con trỏ, cái con trỏ làm việc của Python, đặc thù của Python ấy là dấu nhắc, gọi là dấu nhắc của Python nhé. Thì chúng ta gõ lệnh trực tiếp ở đây để gõ lệnh bất kỳ, ví dụ tôi gõ bằng chữ h này, gõ lệnh nhưng mà enter luôn này, gõ lệnh xong là enter luôn là hiện luôn 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 lệnh đó, thấy không nào? Đó thì cái này lệnh này là lệnh máy không hiểu rồi máy báo lỗi, đây chỉ lỗi này, lỗi chỗ này là máy báo lỗi này, đấy lỗi màu đỏ nhá. Đấy, nếu ai mà hiểu tiếng Anh thì đây nó máy nó báo ngay là thông báo ngay là lỗi gì, nhưng mà cho hiểu nó làm cái lỗi. Chúng tôi thử gọi lệnh khác nhé, tôi gõ số 4 enter. À như vậy là 4 là không là hết lỗi rồi. Và máy hiểu à đây là số 4, máy thông báo ra đây là số 4 này. Số 4 nhé. Tôi gõ tiếp này. Tôi gõ tiếp số là 3.67 enter. Như vậy đây là không lỗi nữa. Máy ra ngay kết quả là 3.67. Thấy không nào? Đấy. Bây giờ tôi gõ thêm lệnh nữa nhé. 3 cộng với 78 enter. Bây giờ ngay cái phần tính cộng 3 cộng 78. Bây giờ 5 nhân với 16 enter. Thì như vậy là chúng ta có thể thao tác trực tiếp trên cái giao diện của Python như là một cái bảng tính, một cái bảng. Chúng ta có cộng trừ nhân chia vô tư nhé. Như vậy là phép cộng trừ như là 6 trừ đi 18 thì sẽ là âm 12. Đúng không nào? Đấy, chúng ta gõ như bình thường nhé. Bìa sang là phép mà chúng ta có thể gọi một phép khó hơn này, 5 này nhân với mở ngoặc này 15 này chia cho 6 này, đây là phép chia phép chia nhé, đó enter nên ra ngay là 12.5. Phép mà chia nguyên 45 chia nguyên, đây là phép chia nguyên hai dấu chéo thì là phép chia nguyên. Được chưa? Lấy như vậy. Bây giờ lấy phép lấy số dư là như thế này. Ví dụ như là 10 dư lấy phép dư phải chia cho 3 thì cái dấu phần trăm kia là phép lấy số dư. Lấy số dư. Như vậy là cái phần trăm này này ở các cái ngôn ngữ khác thì nó chính là cái lệnh mốt đấy, lệnh mốt. Chính là phép lấy số dư thì trong Python thì nó là dấu phần trăm. Nhưng mà chúng ta thấy không là ngay trên cái giao diện của Python, trên cái dấu nhắc của Python, chúng ta được gọi trực tiếp được những cái lệnh, những cái phép tính toán đơn giản là phép cộng này, phép trừ này, đúng không, phép nhân này phép chia này, phép chia nhé, phép chia nguyên này, đúng không, phép lấy số dư này. Đó. Ngoài ra còn một lệnh nữa là cái phép lấy số mũ là hai dấu nhân liền nhau thì nó gọi là thế nên là mũ. Ví dụ như này 5 này tôi 3 như này thì là 5 mũ 3 nhé, đó là 125. Được chưa? Thì như vậy cho thấy là đó là cái Python, nó là cái môi trường tương tác. Khi chúng ta gọi như là cho học sinh hiểu ấy, thì học sinh sẽ có thể gõ ngay trên máy tính của mình, trên smartphone của mình, vào suy nghĩ hiểu ngay lập tức. Rồi thế bây giờ chúng ta đi sâu hơn một chút này. Khi vì sao chúng ta gõ là máy tính lên nó hiểu ngay? À là vì như này đây. Bây giờ khi chúng ta gõ số 5, máy tính hiểu ngay số 5, máy tính hiểu ngay số đây là một số nguyên. Và đây chúng ta gõ lệnh bắt đầu tiên này, lệnh type là cái lệnh chúng ta gõ lệnh được kiểm tra xem là cái giá trị đó nó là thuộc kiểu dữ liệu gì, thuộc mở ngoặc của số 5. Thì cái lệnh type là lệnh rất hay sử dụng để kiểm tra xem cái giá trị cái phần tử mà tôi muốn kiểm tra đấy, đối tượng mà tôi muốn kiểm tra nó là loại gì. Đây. Thì nó báo ngay là int. Bạn thấy chị class các bạn bỏ qua đây nhé. Cái này tôi còn học class là cái từ biết rồi là cái khái niệm lớp. Mà thôi, chúng ta chỉ cần tìm hiểu kỹ
chúng ta cần hiểu chữ in thôi. Như vậy in là chính là integer đây, kiểu integer. Như vậy mình mới hiểu ngay là 5 là kiểu integer. Được chưa? Bây giờ thì biết tôi là tôi type tiếp một số khác nhé, là 1 chấm như này. Thì máy sẽ báo là kiểu gì, là kiểu float. Float là số thực. Đấy nhé. Như vậy là kiểu int là kiểu số nguyên và là float là kiểu số thực, các bạn nhớ chưa? Hai kiểu số liệu là số đơn giản nhất mà thằng Python hiểu ngay lập tức. Như vậy khi tôi gọi type 5 thì cái 5 này nó làm cái đối tượng dữ liệu của Python, và Python hiểu nó là đối tượng dữ liệu thuộc thuộc kiểu là kiểu số nguyên. Khi tôi gọi là type 1.7718 thì cái 1.7778 đó là gì? Đó là một cái đối tượng dữ liệu mà máy hiểu ngay đó là kiểu dữ liệu là gì? Là số thực. Thì bây giờ tôi gọi tiếp này. Bây giờ gọi tiếp cái số như này, bây giờ gọi tiếp nhé, bây giờ gọi tiếp một cái số ký tự thì để trông giống giống nháy như này, ví dụ như là Hà Nội. Chú ý là chúng ta chú ý là cái Python, cái môi trường Python này là hoàn toàn hỗ trợ tiếng Việt nhé. Chúng ta có thể cài đặt cái phần Unikey vào là ta có thể thoải mái. Enter. Đấy, thì bạn thấy nó hiện ra ngay đây là Hà Nội trong dấu nháy đơn thế kia, hiểu ngay đó chính là kiểu dữ liệu là số ký tự. Bây giờ tôi gọi type Hà Nội. Đấy nhé. Hà Nội đây thì máy báo ngay là gì? Là kiểu dữ liệu là str là string. Đấy. Mà chúng ta biết rồi nhé, nhưng mà chúng ta biết là như vậy là Python nó hỗ trợ các kiểu dữ liệu cơ bản nhất, gồm có dữ liệu int là dữ liệu là gì? Là số nguyên. Kiểu dữ liệu float là kiểu dữ liệu số thực, và kiểu dữ liệu str string là kiểu string, là kiểu sâu. Python không có kiểu dữ liệu là ký tự. Một ký tự vẫn là kiểu str. Đây. Gọi type một ký tự thôi là c chẳng hạn. Thì máy báo ngay là gì? Máy báo ngay vẫn là kiểu str, là kiểu string. Như vậy là trong thằng Python nó không phân biệt ra kiểu dữ liệu là ký tự hay là kiểu dữ liệu sâu, mà nó gộp lại là một gọi là chung là sâu luôn nhé. Bên tôi nói thêm một chút về máy nhận biết kia kiểu dữ liệu là sâu, thì có cách thứ nhất là chúng ta gõ như thế này, trong dấu ngoặc là kép, một kép máy hiểu cũng hiểu ngay. Bây giờ tôi có dùng một đơn cũng hiểu, gõ như là Hà Nội máy vẫn hiểu ngay, hiểu không? Máy vẫn hiểu như thường. Thậm chí là tôi viết là ba dấu như này là máy cũng hiểu, Hà Nội 23 nhé, máy vẫn hiểu Hà Nội. Thì như vậy là vậy, chúng ta nhớ lại nhất là để mà biểu diễn, để mà mô tả một kiểu dữ liệu là sâu ký tự, chúng ta có thể cho trong dấu ngoặc kép, hai ngoặc kép hoặc hai ngoặc đơn, hoặc là hai bên là ba dấu ngoặc kép. Còn chúng ta viết đây là sai này, bên bên trái là ngoặc kép, bên phải là ngoặc đơn, thế này là sai, mình báo lỗi ngay. Cái bộ xuất hiện ra cái dòng chữ đỏ là lỗi đấy, có chữ error nhé. Nói thêm một chút, có chữ error là lỗi này. Còn cái dòng chữ trước error đây là kiểu lỗi, đây là kiểu lỗi, nó là syntax error là lỗi cú pháp, được chưa? Đó. Các bạn thấy không? Như vậy chúng ta vừa mới thấy cái những cái lệnh đầu tiên, những lệnh đầu tiên mà chúng ta biết ở trên cái môi trường tương tác. Và thấy như vậy là những cái bài đầu tiên dạy cho sinh chỉ là dạy như này. Đừng cái buổi đầu tiên đừng có sa đà vào quá vào những khái niệm phức tạp cho học sinh nó khó hiểu. Mà cái buổi đầu tiên lên lớp cho học sinh, cái buổi đầu tiên học là học về cách chúng ta gõ tương tác ngay trên màn hình của Python. Cái này nó là trên cái màn hình tương tác, trong chế độ tương tác. Được chưa? Như vậy chúng ta có thể gõ đây là những cái phép toán vô tư. Còn đối với sâu thì chúng ta gõ đối với sâu cho như sau. Đối với sâu chúng ta có hai phép toán. Một là đối là phép toán cộng. Đây. Tôi gõ chữ Hà. Xong nó có cộng là đội. Thì như vậy là đây là cộng hai sâu lại với nhau. Như vậy là sâu là có phép cộng nhé. Phép cộng.
và phép thứ hai là phép nhân. Phép nhân tức là lặp lại nhân thì nhân nhân với số nguyên thôi. Đây ví dụ tôi lấy tôi để là 101 như này nhé. Đó. Sau tôi nhân với 10 thì đây là lặp lại với 101. Đây chính là cái phép là cộng 10 lần cái 101 lại với nhau. Tôi nhân nhầm là 10 lần. Được chưa? Như vậy là đối với số thì có hai phép toán là phép cộng và phép nhân. Còn đối với số thì ta thấy là các phép cộng trừ nhân chia lấy cho mũ. Còn đối với riêng đối với số nguyên thì có thêm hai cái phép nữa là phép mà phép phép chia nguyên và phép mà lấy số dư. Cái này là hai dấu chéo liền nhau là phép chia nguyên, còn dấu dấu phần trăm là đây là lấy số dư. Được chưa? Đó là đây là cái bài học đầu tiên, nó là như vậy. Rồi thế bây giờ tôi nói thêm các bạn một cái lệnh đầu tiên nữa nhé, là cái lệnh chúng ta có một lệnh là in ra màn hình một cái gì đó thì chúng ta dùng lệnh print. Lệnh print, print. À, biết nói thêm về lệnh này, tất cả những lệnh của Python chúng ta chú ý nhé là phân biệt chữ hoa chữ thường, chứ phải gọi chính xác. Cái là C là cái là phân biệt, còn đối với Pascal là phân biệt, cho nên người ta có được gọi thoải mái, nhưng đối với Python là phân biệt chữ hoa chữ thường, cho nên phải gọi chính xác. Như vậy chữ print là không có viết hoa, không viết hoa print. Sau chúng ta sẽ mở ngoặc, sau chúng ta nhập bỏ các dữ liệu cần phải đưa ra. Ví dụ tôi gõ là 12, cho có thể là phẩy, có thể có nhiều giá trị cần được đưa ra. 12 là đưa ra tiền. Giá trị thứ hai tôi gõ chữ quê hương như này, quê hương nhá. Đấy, đóng ngoặc xong phẩy. Số thứ ba tôi gõ như này, ví dụ tôi gõ số thứ ba là 15 nhân với 25 78 như này, làm phép nhân đóng lại. Như vậy là cái lệnh print cho phép là in ra là nhiều giá trị trên cùng một hàng, mà cái giá trị đó cách nhau bởi dấu phẩy enter. Đó. Như vậy là in ra cho quê hương này, 12 này trong quê hương này, trong 3886 chấm gì đó, thì cái 12 này này, cái 12 này này chính là cái 12 này, thấy không nào? Cái quê hương này chính là quê hương ở đây. Đấy. Còn cái 15 nhân với 2 là 25.78 chính là cái số thứ ba này. Đó. Các bạn thấy không? Tức là ta chú ý nhớ là giữa hai cái giá trị liền nhau in ra rồi bằng lệnh print ấy, thì máy sẽ in ra ở giữa, có dấu cách ở giữa. Vậy là mặc định giữa những cái tham số mà của cái lệnh print ấy, là nó chèn vào giữa chúng là các cái số cách. Cho nên chúng ta thấy rất là vô tư, rất là ngon lành, không có lo cái gì cả. Tự động máy điền vào đây giờ là rất là được rồi. Đấy. Được chưa? Đấy, thì đó là cái ban đầu chúng ta làm quen với cái môi trường, gọi là môi trường tương tác, đúng không? Thế bây giờ tôi nói luôn sang, bây giờ mà thì đó là môi trường tương tác. Thế lập trình thì sao nhỉ? Đấy, lập trình này như này, lập trình ý, thì lập trình là chúng ta có thể có những cái lệnh và một cái file có đuôi là py, và khi chạy thì phần mềm sẽ chạy lần lượt từng lệnh một, từ đầu đến cuối nhé. Thì các chúng ta làm đây, thì tôi làm thử đây, bây giờ chúng ta sẽ giúp người nghe, chúng ta chạy lên cái đây là cái phần mềm mà UIUE đây này. Thì cái đây là phần mềm tôi nói rồi, là chúng ta nó rất đơn giản, nó rất là nhỏ gọn và phù hợp trong việc dạy cho học sinh phổ thông. Cho nên là tôi khuyên là các nhà trường là nên dùng cái phần mềm này, các giáo viên là dùng mà để dạy cho học sinh, và học sinh cũng nên dùng phần mềm này để tự học, vì nó theo tôi là đơn giản nhất, nó không quá chuyên nghiệp, nó không phải cho dân chuyên nghiệp, cho nên là nó cũng vừa vặn cho học sinh. Hôm nay là lớp ở trong chúng ta có một bạn đi cho tôi xem cái phần mềm là Supply, đúng không? Con à? Supply Tech là phần mềm, nó là một cái phần mềm mà nó làm một cái trình soạn thảo rất là chuyên nghiệp. Nó chuyên nghiệp một cách quá mức luôn ấy, cho nên nó lại dở. Tức là nó cho phép chúng ta là điền tự động rất là nhiều. Khi chúng ta gõ mở ngoặc, nó tự động điền nó ngoặc cho chúng ta. Thì nó là dở, cho chúng ta không rèn cho học sinh là học gõ từ đầu những cái lệnh cho nó chính xác.
đấy, cho nên là làm theo tôi thì chúng ta dùng cái này là cái hợp lý nhé. Rồi chúng ta làm thử nhé. Bây giờ đây chúng ta làm trường là chúng ta đây có lệnh là lệnh đây lệnh new này, new một cái file mới này Thầy đây. ơi, thầy thầy cho em hỏi một tí ạ. Thế cái phần mềm lập trình PyCharm nó có phù hợp không ạ? Được, PyCharm rất là ngon lành, nhưng PyCharm cũng 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 chuyên nghiệp hơn là cái này. PyCharm là cũng tốt rồi, nhưng mà so cái này nó có hai nhược điểm hơn so với cái này. Một là PyCharm nó hơi nặng, cái này rất là nhẹ. PyCharm mà đối với máy tính yếu là nó cài rất nặng rất chậm. Cái thứ hai là PyCharm nó vẫn theo tôi nó vẫn là chuyên nghiệp quá so với cái anh này. Cái thằng này là cái anh này là cái anh mà cái UI này là nó đơn giản hơn, hợp lý hơn, hợp đối với người bắt đầu. Còn chúng ta có thể dạy cho PyCharm, chúng ta có thể dùng người khác cũng được, tùy nhé, cái là tùy các bạn thôi. Nhưng mà em muốn hỏi một chút ạ, là mỗi cái phần mềm thì nó sẽ có một cái gọi là cái nguyên tắc khác nhau đúng không ạ? Có cái quy định khác nhau ấy ạ. Ví dụ như em đã từng tự học ở trên cái phần mềm Python IDE, nhưng mà sau khi em chuyển sang PyCharm nó sẽ bị lỗi về cú pháp ấy ạ. Không, vô lý. Không thể như vậy được. Cú pháp của nó là chuẩn. Ví dụ như lệnh thai ở trong PyCharm ấy thì em không sử dụng được nếu như mà sử dụng như ở bên này thầy hướng dẫn ạ. Không, thế là một lý. Được, cái đó thì ấy nhé, cái đó thì để từ đó sau rồi các bạn cứ tìm hiểu sau. Vâng, vâng ạ. Theo tôi thì không thể, nó vô lý là sẽ có chuyện là ở trên màn hình, trên chế độ tương tác là không lỗi mà sang lập trình là lỗi, không có chuyện đó. Do cái đó nhầm lẫn thế nào thôi nhé. Bây giờ thử luôn nhé. Đây, bây giờ chúng ta tạo một cái file mới này. Chúng ta bấm vào đây này. New. Thì nó ra ngay một cái trình soạn thảo mới như này đó. Thì chúng ta có thể gõ vào đây những cái lệnh. Rất đơn giản nhé. Đây tôi thử một thử lệnh này, chúng ta gõ lệnh print chẳng hạn. Print phóng nó phóng to thu nhỏ bằng lệnh là trong cái này là dùng control cộng trừ thì nó ra phóng to thu nhỏ nhé. To cho nhìn dễ này. Đấy, print nhé. Mở ngoặc này. Hà Nội này, Việt Nam này, Việt Nam, đóng ngoặc. Đây là lệnh thứ nhất nhé. Đấy. Lệnh thứ hai, như tôi lấy là print 12,56 56 nhân với mở ngoặc 15 trừ đi 4.5 sao sao với 3, quý vị như vậy. Đây là hai lệnh nhé. Đấy, thì muốn để chúng ta có thể chạy trình này, chúng ta phải ghi lại, chúng ta bấm Ctrl S, chúng ta ghi lại, ghi một cái file nào đó. Thì đây tôi đã tạo một cái thư mục của lớp chúng ta ở đây rồi, và tôi sẽ tất cả tôi lưu vào đây hết cho nó dễ nhé. Đây, ở đây tôi tạo ra một cái thư mục là hôm nay là buổi thứ nhất này, B1 này nhé. Mà tôi nghĩ cái này là bài 1 nhé, bài 1. Tự động máy tạo ra cái đuôi là pi đây rồi nhé, bài 1 pi. Đấy. Bài mình chúng ta có thể chạy được cái hay của thằng này là nó đơn giản mà nó có thể chạy luôn được. Chúng ta bấm nút này là chạy này, nút này là chạy. Kết quả nó chạy ở thế này. Nó chạy luôn, kết quả là luôn. Nó chạy từ lệnh 1, lệnh thứ nhất nó chạy, lệnh thứ hai nó chạy. Được chưa? Đấy, và bấm vào đây. Và máy ra... kết quả ghi đây này, đấy, Hà Nội Việt Nam này, 12 này, 12 như là cái 12 đây nhé, còn tiếp số hạng thứ hai này là âm 4.4263.0, mọi thứ là, bên đây này là nó có hai lệnh mà chạy đúng đúng như vậy. Bây giờ thử nhé, thử tôi làm sai nhé, ta sửa tôi viết sai chỗ này, tôi đóng ngoặc biếu vào đây, ta sửa nhé, sai cú pháp, đây, thêm lệnh như vậy, chỗ này thừa dấu ngoặc này. Bị sai này, chạy thử này. Máy báo lỗi lập tức. Máy báo lỗi chạy thứ nhất là máy báo lỗi là lỗi này lại đầu tiên, và lệnh thứ hai là không chạy, dừng luôn ở đây. Bây giờ giả sử nhé. Giả sử lại đầu tiên tôi để đúng này, lệnh thứ hai tôi để sai. Đấy thì máy chạy lại đầu tiên qua, sang lệnh thứ hai máy mới dừng lại. Đây tôi chạy thử nhé. Đấy. Thì lệnh đầu tiên là chạy được rồi này. Đây. Lệnh đầu tiên chạy được nhé, tôi vào cái IO này. Chỗ nào nhỉ? Chưa chạy được.
chưa chạy được. Kiểm tra làm chút xem nó chạy được nha. Mình mở lỗi thôi, mình mở lỗi lệnh này này. Mình tôi cầm ra cho nó chạy được lệnh ngủ chưa. Không được, chưa được. Nghe chúng ta hiểu sao nhưng cái lệnh này với cái lệnh này cái sai này vẫn là sai về cú pháp. Sai cú pháp thì không được. Khi nào thầy bị thiếu dấu ngoặc rồi kìa thầy. Sao cơ? Thầy bị thiếu dấu ngoặc cuối dòng 2. Bạn có nói gì không, không tôi không rõ lắm. Nó phải chạy, nó vẫn phải chạy, nó vẫn phải là qua hết rồi thì nó mới chạy. Tức là vì cú pháp nó không bị lỗi, còn lỗi nội tại thì nó là lành nhé. Đấy, nhưng mà đây là ví dụ, đây là cái chương trình đầu tiên chúng ta gồm có hai lệnh thôi, là đầu lệnh riêng cả, chúng ta chưa học cái lệnh khác nhé. Bây giờ tôi sẽ quay lại cái màn hình này và chúng ta sẽ bắt đầu sang cái phần học phần tiếp theo nhé. Đó, như vậy là chúng ta có thể có hai, nôm na là đối với Python có hai môi trường là lập trình soạn thảo, chúng ta tạo ra các cái file có đuôi là py và chạy nó. Và chạy nó thì chúng ta giống như lập trình trên C, trên Pascal. Nhưng mà cái khác đối với C, Pascal là chúng ta có thêm môi trường nữa, là cái môi trường này là môi trường tương tác cho mình như này. Thì chúng ta sẽ đối với những học sinh mà mới học hay là giáo viên chúng ta mới dạy thì chúng ta phải tận dụng tối đa cái môi trường tương tác để dạy cho học sinh. Rồi, thế bây giờ tôi nói sang phần tiếp theo này. Phần tiếp theo nhé, là chúng ta, tôi đã luôn sang cái cách chúng ta mà chúng ta tạo ra các cái biến nhớ. Bước đầu tiên, thực ra cái đối với học sinh ý, thì cái buổi đầu tiên không đi học biến nhớ, buổi thứ hai mới học biến nhớ, nhưng mà đây chúng ta, đây là lớp chúng ta học tại chỗ mà, học nhanh, cho nên là tôi xoay ngay sang cái phần tiếp theo luôn của chương trình, là tôi nói sang một khái niệm là biến nhớ. Đấy, thì cái biến nhớ của cái quyết định là tạo biến nhớ của Python cũng giống như là các ngôn ngữ khác, mà điều khác biệt là nó không cần phải định nghĩa trước, không cần phải định nghĩa kiểu trước, và chúng ta cứ gõ thoải mái. Ví dụ tôi gõ nhé, exit bằng 12, enter. Thì như vậy bây giờ chúng ta gõ exit này, exit là biến nhớ được gán chỉ là 12, hiểu không nào? Exit bây giờ là 12 rồi, và tôi có thể gọi là exit cộng với 5, được không? Được. May ra là mình làm cái 7 ngay, vì là exit là 12. Bạn thấy không nào? Tôi gọi là type x để kiểm tra thì máy báo ngay là gì? Là kiểu integer, kiểu số nguyên. Đấy, như vậy là x là x nguyên, nó làm cái biến nhớ và nó có kiểu như thế này, và chúng ta có thể thực hiện những cái biểu thức toán học mà chúng đó là có x. X là 12. Thì tôi gọi x này, sau tôi là phép chia nguyên cho 7 chẳng hạn. Nó ra kết quả là 1 ngày. Thấy không nào? Thì bạn thấy. Rồi, thế bây giờ tôi làm tiếp tục nhé. Tôi gọi x tiếp này, x bằng 1.78. Enter. Vẫn được, nhưng sao vẫn không được, vẫn thoải mái nhé. Ở trên này x 12 thì máy hiểu x là in. Còn bây giờ tôi gọi x bằng 1.78, máy vẫn hiểu hoàn toàn. X bây giờ sẽ là 1.78 và kiểu của x là bao nhiêu? Kiểu của x bây giờ là kiểu gì, là kiểu float, kiểu là kiểu số thực rồi. Cho nên là cái biến nhớ được gán, được dạy kiểu ngay tại lệnh gán, không cần định nghĩa trước. Thì đó là cái rất là hay của biến nhớ ở trong Python. Thì đây là cái đặc thù chung của tất cả các ngôn ngữ lập trình thông dịch đều như vậy cả. Tức là chúng ta không cần định nghĩa trước như là Pascal hay như là C, chúng ta phải định nghĩa trước chúng ta mới dùng được. Chúng ta không cần định nghĩa, chúng ta dùng được luôn nhé. Chúng ta dùng được luôn. Bây giờ đó là x gì nhé. Bây giờ giả sử tôi y tôi chưa gán, tôi gán luôn như này được không? Máy báo lỗi ngay, máy báo là cái biến y này chưa được định nghĩa nhé. Bây giờ tôi gọi này y bằng, vẫn là gán nhé, gọi là gán nhé, bây giờ là x cộng với y, có được không? Được không nhỉ? Enter này, lỗi, vẫn lỗi. Vì mặc dù đây là lệnh gán thật,
Thật, nhưng mà bên này có y luôn, bên này như y đây là máy máy không hiểu là cái gì cả, vì máy chưa được chưa được gắn trước, cho nên là cái này là lỗi. Cái này đúng đấy, x gì bằng y bằng x cộng 4 thì được, thì được thì không sao, y được định nghĩa rồi, y sẽ là 5.78 và kiểu của y time của y nó sẽ là kiểu số thực, được chưa? Đấy. Thì việc khi biến nhớ, chúng ta nhắc lại quy định của biến nhớ của Python này. Biến nhớ là phân biệt chữ in hoa và chữ in thường. Thì như vậy là x là 1.78, tức là x hoa bằng x cộng 1. Nhưng mà x hoa nó sẽ là x hoa là 2.78. Thấy không nào? Như vậy là x khác, x hoa khác, như vậy là phân biệt chữ hoa chữ thường. Cái thứ hai là cái em nó cái biến nhớ nó không được chứa dấu cách và không không chứa cách, gõ là ba mẹ như này bằng một là nó báo lỗi ngay, là ba mẹ với liền nhau này thì nó vẫn ăn, liền nhau thì ăn, còn viết rơi dấu chấm là không ăn, mà không như vậy và nó không chứa mọi cái đặc biệt là không không chứa hết a này, biệt thì gõ cái dấu chữ như là thao này, như là thăng này, như này là máy báo lỗi ngay lập tức. Nó chỉ cho phép chứa là chữ chữ là một, chữ số là hai và dấu gạch dưới rồi bị như là a một là được nhé, a một bằng một là được. A một nó sẽ là gì, nó sẽ là một. Như vậy là cho phép là dấu dấu gạch dưới ở phía trước và gạch dưới nhé, đây là chữ này, gạch dưới này, đây là số này. Bây giờ là thử nhé, bây giờ gọi thử nhé. Gạch dưới trước này, ABC bằng 16 được không? Được. Vậy là gạch dưới ở phía trước thì được. Thử số nhé, 1 ABC bằng 8 được không? Không được. Như vậy là không được phép là bắt đầu bằng chữ số. Chỉ được phép bắt đầu bằng chữ và bằng dấu gạch dưới thì được nhé. Như vậy là thế này là được này, thế này là ABC thì được nhé, hoặc là ABC nhưng mà là 10, xong là 10 như này thì được nhé, hoặc là ABC xong là 10 xong là và lại M thoải mái vô tư này đi đấy, thì vô tư, nhưng mà không được bắt đầu bằng số, số phải là ở sau nhé, bắt đầu có thể là dấu gạch dưới hoặc là chữ. Đó, đây thì đó là một vài quy định nhé. Nhắc lại quy định của mình nhớ này, một là phân biệt chữ hoa chữ thường, hai là chỉ có thể bao gồm là chữ số, chữ 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 số và dấu gạch dưới, không được phép bất cứ một cái tự nào khác, và cái thứ ba nữa là chỉ được phép là bắt đầu từ chữ hoặc là gạch dưới, không được phép bắt đầu bằng chữ số. Đó là ba quy định rất đặc biệt của cái biến nhớ trong Python, nó cũng giống như là cái biến nhớ các cái ngữ khác thôi, thế thôi. Vì nó không được phép chứa các ký tự đặc biệt cho nên nó không được phép chứa dấu cách. Đấy, cho nên là cái biến nhớ là như vậy nhé. Rồi, thì bây giờ tôi làm thì chúng ta làm ví dụ thứ bây giờ CH và ký tự là cái tự R chẳng hạn. Tôi làm một kiểu CH, đây là kiểu ký tự là kiểu số ký tự. Tôi kiểm tra cái CH nhé. Số ký tự. Bây giờ CH tôi hoàn toàn tôi có thể tôi nhân với là 156 lần thời gian cái này. Thấy không này? Đây, đó là cái điểm rất là đặc biệt. Như vậy là vì làm nó làm số lượng ta có được nhân là phải nhân như thế này. Được chưa? Hay là CH cộng với nội nội được không, enter được ngay lập tức đó. Được chưa? Như vậy đó là một vài cái liên quan đến biến nhớ, được chưa, quy định cách nhà tạo ra biến nhớ. Được rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ học tiếp sang một cái khái niệm nữa rất quan trọng là
ngoài cái ngoài ba cái chúng ta đã biết từ đầu rồi là ba cái loại ba cái kiểu dữ liệu chính là kiểu dữ liệu là số nguyên, tiếng Anh là int, kiểu dữ liệu số số thực là float, kiểu dữ liệu là số ký tự là str. Thì ngoài ra thì Python cũng giống như ngôn ngữ khác thôi, là nó chứa một loại kiểu dữ liệu nữa là kiểu dữ liệu logic, kiểu dữ liệu là bool, là kiểu dữ liệu mà nó là kiểu dữ liệu nó chỉ có thể có hai giá trị, là đúng và sai, được chưa? Đây thì viết nha, khi thì viết là 12 lớn hơn 6, enter thì ra cái gì nhỉ? Thì đây là một cái biểu thức logic enter, và nó ra giá trị là true, là đúng. Như vậy 12 lớn hơn 6 bản thân nó là một cái biểu thức mà loại biểu thức logic, nó là có giá trị là true, giá trị là logic, và từ đó nó chính là một cái kiểu dữ liệu nữa, kiểu dữ liệu bool. Giờ tôi viết là b bằng cán này 12 lớn hơn 6 có được không? Được, enter. Thì b có giá trị là gì? B có giá trị là true. Đấy, tôi có thể type b, nó là kiểu dữ liệu là bool, thấy không nào? Như vậy là bool cũng là một loại, một kiểu dữ liệu, là một kiểu dữ liệu là cơ bản của Python, đó là kiểu dữ liệu mà nó là kiểu dữ liệu nó gọi là, trong tiếng Việt thì nó gọi là dữ liệu logic. Logic, một cái biểu thức mà nó chỉ đúng hoặc sai thì nó gọi là biểu thức logic, một cái mệnh đề mà nó chỉ giá trị là đúng hoặc sai thì nó gọi là mệnh đề logic, hay mệnh đề bool, là kiểu dữ liệu hay là kiểu hay biểu thức là bool. Thế như vậy là chúng ta chốt lại trong cái buổi hôm nay nhé, là nó có Python là nó có trợ cho bốn loại dữ liệu cơ bản nhất, là nhắc lại này, là int là một này, thứ hai là float là hai này, thứ ba là str, và thứ tư là bool. Bool, được chưa? Đó. Đây là bốn cái kiểu dữ liệu đơn giản nhất nhé. Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ thấy là bản thân các cái từ int, float, str và bool này, bản thân nó là không những nó là cái tên của kiểu dữ liệu, đồng thời bản thân nó là những cái hàm để chuyển đổi luôn, chuyển đổi số luôn, chuyển đổi từ kiểu này sang sang kiểu khác. Như vậy int là một cái hàm số ở trong Python dùng để đổi kiểu dữ liệu từ kiểu sâu, kiểu float sang int. Còn float bản thân nó là một cái hàm dùng để đổi dữ liệu từ int hoặc từ str sang float, từ bool sang float. Còn str là cái hàm biến đổi từ ba loại còn lại sang str. Còn bool cũng vậy, là kiểu dữ liệu, là cái hàm để biến đổi từ những cái dạng khác sang bool, Đó, các bạn chú ý nhé. Các bạn à, đây là Nghị có hỏi tôi là thế ra là bạn đã làm là không không đúng nhé, vừa rồi bạn Nghị viết là viết không không đúng chính xác, vừa rồi bạn Nghị là nó nhầm khi viết B như này nhé, ví dụ như này à, thì đây là cái lệnh, đây là lệnh gán này, lệnh gán thì trước lệnh gán có thể là dùng cách thoải mái, đây đây không phải là tên mình nhớ cho thoải mái vô tư, có thể để này vẫn được, hoặc là viết là B sắt này cũng được, 14 15 là nhỏ hơn 7 hoàn toàn vẫn được, thế thể vẫn được nhé. Đấy, thì B vẫn có giá trị đó, được chưa? Bạn là bạn nghĩ là bạn đang thấy chưa? Đấy, nó là như thế nhé. Đó, thì kiểu dữ liệu bool thì bây giờ nó lại này, như vậy là cái bản thân in nó là một cái hàm có thể đổi chuyển số, chuyển thì tôi lấy ví dụ như tôi lấy x thì tôi cho nó bằng là 3.56. x là cái biến nhớ thuộc kiểu dữ liệu là gì? Kiểu dữ liệu là số thực. Bây giờ tôi viết là int x, đây là một cái hàm để trả lại giá trị là chuyển đổi từ số thực sang số nguyên, trả lại giá trị là 3, là cái số
là cái phần nguyên của x gì? Mình viết là tôi viết là a bằng int x, hiểu không nào? Vậy đầu vào của hàm x gì? của hàm in là kiểu dữ liệu, là kiểu dữ liệu là số thực, đầu ra là a là kiểu dữ liệu nguyên. Tôi type a để kiểm tra cái a, được chưa? A là in, bạn thấy không nào? Đấy, như vậy là in làm cái hàm như vậy. Bây giờ tôi là kiểm tra làm tiếp nhé. Bây giờ tôi viết ch bằng 101 như này, 101 như này nhé. Thì ch đó là kiểu gì? Đó là kiểu dữ liệu là str string, nhưng mà nó là một string mà bên trong của nó lại là một chữ số, là một cái số nhưng tôi đóng string lại. Tôi có thể làm sao tôi có thể biết là int của ch được, mày hiểu ngay đó chính là 101. Như vậy là cái in là cái hàm số có thể đổi từ một cái hàm để chuyển đổi các số từ các dữ liệu khác về 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 số nguyên, được chưa? Vậy tôi có thể viết là chữ b bằng 14, 45, 7. B chính là kiểu B nó là chính là true. Và tôi có thể viết là int của B sẽ là 1. True là, nếu là đúng thì chuyển sang là 1, còn false là sai. Đấy, int của false. Về giá trị của kiểu nhắc lại nhé, nhắc lại các bạn là kiểu bool ấy, là nên chỉ có hai giá trị thôi là true và false. Thì bản thân cái chữ true ấy, nó là một cái từ khóa của Python, nó luôn phải viết đúng như này, viết là viết chữ true là viết chữ T là viết hoa nhé. Và false cũng là một từ khóa, làm một cái giá trị của kiểu dữ liệu bool, và ứng hơn là giá trị là sai nhé, là sai, và nó và viết viết hoa chữ F, riêng true và false viết hoa chữ F. Đó là các từ khóa rất quan trọng của Python nhé. Và khi mà chuyển đổi từ bool sang số nguyên thì là true chuyển về 1, còn false chuyển về 0. Đó là hàm int. Như vậy các bạn thấy, các bạn vừa thấy là cái hàm int đấy, hàm int là cái hàm là vừa học xong, vừa nó xong là cái hàm mà chuyển đổi từ các dữ liệu khác về số nguyên nhé. Bây giờ tiếp theo tôi nói về cái hàm float. Nó cũng là một hàm, bản thân cái float nó là tên của kiểu dữ liệu là số thực, nhưng mà thân nó cũng là một cái hàm ở trong Python, nó dùng để biến đổi các kiểu dữ liệu khác về số thực. Ví dụ nó gọi là 15, biến đổi từ kiểu dữ liệu là số nguyên về số trả lại là số thực, enter đi, nó sẽ ra là 15.0, nhưng vẫn là số thực, nhìn rõ không nào nhé. Bây giờ chuyển đổi tiếp này, float chuyển đổi từ sâu. Đây, từ sâu là 12.678 như này. Bên như này nhé. Như vậy là cái số ký tự nó là 12.678, trong dấu ngoặc kép hai bên như vậy nó là một số ký tự. Nhưng mà trong sâu nó là một số mà biểu diễn một cái số thực. Thì tôi nó chuyển về luôn, nó sẽ chuyển về. Nó chuyển về cái chuyển về số thực luôn là 12.678 nhé. Bây giờ tôi thử lại tiếp là float biến đổi cái true này, là từ biến đổi từ hàm bool, từ kiểu dữ liệu bool sang kiểu dữ liệu số thực, nó là 1.0, thấy không nào? Đấy. Thì bây giờ tôi làm tiếp tục cái str nhé. Str nó là một cái hàm dùng để biến đổi các kiểu dữ liệu khác về kiểu dữ liệu là sâu. Đây, gọi là 15 như này nhé. Biến đổi từ số nguyên nó biến đổi về là số ký tự là 15 trong dấu ngoặc. Biết tôi viết là str của 16.86 như này nhé, enter thì nó ra cái kết quả là chữ số đó nhưng mà trong dấu ngoặc, vậy trả lại giá trị là kiểu là số ký tự. Tức là str của true biến đổi một cái giá trị thuộc kiểu bool thì nó trở về là chữ là vẫn chính là chữ true nhưng trong dấu ngoặc hoặc đơn, như vậy kết quả của nó trả về là gì, là kiểu sâu đó. Các bạn thấy không nào? Như vậy là chúng ta vừa mới biết được thêm một cái nữa hay nữa là của Python là những cái hàm như thế này. Hàm float, hàm int và hàm str là những cái hàm dùng để biến đổi với nhau giữa các kiểu dữ liệu với nhau. Được chưa?
Đây là những cái hàm rất là hay dùng, rất là hay dùng. Nhưng là đối với học sinh mà học cái bài học đầu tiên của Python thì dùng rất nhiều, nhưng bài tập là dùng cái này. Chúng ta sẽ học trong cái phần tiếp theo, được chưa? Nhưng riêng cái hàm bool thì ít dùng. Thật ra là cái hàm riêng cái bool là kiểu dữ liệu bool ấy, thì cái dữ liệu thì nó có cái hàm bool, nhưng riêng hàm bool này thì theo tôi thì hàm bool chúng ta không cần dạy học sinh như này. Riêng hàm bool thì sẽ không được học, sẽ không được học. Hàm bool là học phần nâng cao rồi. Bool thì đối với học sinh học nâng cao sẽ học cái hàm bool này. Nó hơi khó một chút nhé, không khó nhưng mà nó hơi hơi khó, hơi trừu tượng đối với học sinh, cho nên là khi mà dạy học sinh ý, trong sách giáo khoa mà tôi biết là tới người ta viết ý, người ta sẽ chỉ viết ba cái hàm này thôi, ba cái hàm này nhé. À, cô nói luôn các bạn nhé, là trong chương trình giáo dục phổ thông mới là học sinh sẽ được học mà lập trình suốt từ từ lớp 4 trở lên. Thì lớp 3 cũng có một chút rồi nhưng mà lớp 4 là chính. Thì theo chương trình được phân bổ thì suốt từ lớp 3 lớp 9 là học sinh được học là học Scratch, còn từ lớp 10 trở lên thì sẽ được học với một ngữ một trình bậc cao bất kỳ. Thì theo tôi biết ấy, hiện nay là tất cả các trong sách giáo khoa của Việt Nam mình đều viết Python hết, cho nên là theo nghĩ nào đó là học sinh lớp 10 trở lên là bắt đầu từ sang năm là toàn bộ sẽ chuyển sang học Python chính thức trong nhà trường luôn. Đấy, tuy nhiên thì giáo viên vẫn có thể là dạy học sinh một ngôn ngữ một lập trình khác, vì theo chương trình giáo dục mới thì chỉ có chương trình là bắt buộc thôi, còn sách giáo khoa là tham khảo. Chúng ta hoàn toàn có thể dạy khác sách giáo khoa được, miễn là theo chương trình. Chương trình chỉ nói là gì, là lớp 10 sẽ học lập trình cơ bản. Đó, như vậy thôi. Chúng ta có thể dạy học sinh là C cũng được, là Pascal cũng được, tùy các bạn, miễn là ngôn ngữ lập trình bậc cao, không phải lập trình không có lập trình kéo thả. Nó thả nó cũng nó chưa phải nó bậc cao thì nhưng mà nói chung là mà vì sách giáo khoa để viết là Python cả, cho nên chúng ta sẽ dùng sẽ dạy lại Python thôi. Cho nên tôi thấy là giáo viên cần phải học trước, cái Python này để từ năm là có thể dạy được ngay rồi nhé. Thì như vậy tôi vừa nói lại là ba cái hàm này là cái ba cái hàm mà rất là quan trọng nhé, mà sẽ dùng rất là nhiều trong quá trình chúng ta làm việc với Python. Được rồi, thế bây giờ tôi như vậy chúng ta đã học về rất nhanh thôi, cũng có một cũng một cái vài cũng một vài tiếng, từ nãy giờ chưa được một tiếng đồng hồ, chúng ta đã học được rất là nhiều thứ. Đâu chúng ta được một tiếng đâu nhé, mới được có mỗi nửa tiếng đúng không, và đã học được rất nhiều thứ rồi. Các bạn có thấy khó hiểu không nhỉ? Các mình có thấy khó hiểu không? Có hiểu không nhỉ? Rất dễ hiểu thầy ạ. Rất dễ hiểu đúng không? Chính vì em hiểu. Dạ dễ hiểu. Em vô mù quá thầy. Chính vì thầy em vô mù. Chính vì chúng ta có cái môi trường tương tác này cho nên dễ hiểu. Nếu tưởng tượng chúng ta cứ dạy học sinh mà cứ dạy chay thì lên bảng ấy, thì nó khó hiểu lắm. Cho nên là khi mà dạy thì giáo viên chúng ta là giáo viên trình bày cái màn hình như này lên trên lớp và chiếu cho học sinh xem. Sau chúng ta thao tác ngay trên máy tính. Học sinh hiểu ngay lập tức. Còn chúng ta trình bày mà không thì rất là khó, được chưa? Đấy, thưa thầy, cho em hỏi được một câu thầy ạ. Thế em cứ hỏi đi. Thấy cái bắt đầu từ năm nay đấy thì các cuộc thi học sinh giỏi từ cấp 2 tới cấp 3 là cho phép sử dụng Python đúng không thầy? Ừ đúng rồi, hình như thế, cũng có đâu, hình như vậy. Vâng đúng rồi, em thấy các cuộc thi đều có đấy, nhưng mà theo em được biết thì cái ngôn ngữ Python này thì tốc độ xử lý nó chậm rất nhiều so với C cộng cộng. Đúng thế. Thì thường thì ví dụ thầy cũng đã thường xuyên đi chấm ấy, thì các thầy có khi mà đưa vào các bộ test thì có ưu tiên gì so với Python hay C cộng cộng không, hay là cứ học sinh giỏi mình nên sử dụng C cộng cộng? Không không, tất nhiên là sẽ có sự khác biệt rồi. Bao giờ vậy, khi mà trong cái cuộc thi học sinh giỏi mà có cả lẫn cả Python và C cộng thì người ta bây giờ cũng cho thời gian chạy cái test của C của Python ấy, nó phải gấp 3 hoặc lớn 6 lần so với C cộng. Ví dụ một cái test này đối với C cộng là 1 giây thì đối với Python cho phép chúng ta là 5 giây hoặc là 6 giây. Theo tôi biết là như vậy. Gấp từ 3 đến 3 đến 6 lần, thậm chí là 10 lần luôn. Vì tốc độ chạy của Python rất là chậm, đúng là chậm thật, công nhận là chậm thật. Thế đánh vâng. Thôi. Như vậy nếu mình cứ dạy học sinh sử dụng Python thì cũng không sợ khi không sợ gì cả, không sợ vì bao giờ cũng có phân biệt như vậy. Vì đây là đây là lập trình chạy thông dịch mà,
nó không nó không về cái thằng thằng sim công là nó dịch thẳng ra ba máy chạy rất nhanh, chạy tất cả ở trên ở trong bộ nhớ. Có thằng này thì không, thằng này nó chạy nó với kiểu như chạy nó interactive với bộ nhớ ấy, sao nhanh được, chạy từng lệnh một mà đúng không, không thể nhanh được, cho nên chậm gấp mà. Thậm chí nó có nhiều bài tập mà nó chậm gấp 10 lần luôn, tức là thuật toán như nhau, chạy như nhau, cùng một cùng cái số liệu đó thì thằng cái thằng Python chạy chậm gấp 10 lần so với C nhé. Đấy thì không cái này không không sợ đâu, chúng ta cứ dạy học sinh Python. Tôi có nói luôn là mà để dạy thuật toán ấy, dạy giải toán ấy thì Python dễ dạy hơn rất nhiều lần so với C. Đó luôn như vậy. Rất dễ hiểu. Thầy ơi, thầy cho con hỏi, con mới học lớp 8 nhưng mà con mới bắt biết Python nhưng mà con vẫn chưa biết là học lập trình để làm cái gì vậy thầy? Con không thể làm gì ấy. Sau này ra trường để kiếm tiền thì nó đi làm việc kiếm tiền. Hiện nay cái ngành công nghệ thông tin là một trong những ngành mà rất là thiếu nhân lực, thiếu lắm. Thì thầy ơi, thì học lập trình là một trong cái kiến thức mà tối thiểu của bất cứ ai mà biết về tin học hoặc cần phải học biết lập trình thôi. Thầy ơi, thầy cho em hỏi xíu thầy. Thôi hỏi đi. Dạ thầy, ý là em nói là cái chỗ phần mềm Sketch đó thầy, Sketch ấy em muốn học, ý là thầy có cái lớp nào khác nữa không thầy, ngoài lớp Python này thầy còn lớp nào khác không, em muốn học về Sketch á. Hiện nay chưa có em ạ, hiện nay tôi đang bận quá nên không có, hiện nay mới lớp này thôi. Dạ. Khi nào có dạ vậy thầy có định ngày đã định dạy không thầy? Thầy có định dạy vào hè này không ạ? Hiện nay chưa trả lời được các bạn nhé. Có thể. Dạ dạ. Con cảm ơn thầy. Được chưa? Đấy, như vậy đó là những cái hàm mà đầu tiên chúng ta biết. Như vậy từ nãy giờ chúng ta học gì? Là chúng ta biết được cái hàm mà hàm print là cái làm cái lệnh như thế nào nữa, như là cái hàm dùng để in ra màn hình, in ra đầu ra các cái dữ liệu nào đó. Hay còn là in hàm float, hàm str là những cái hàm mà dùng để biến đổi dữ liệu từ dạng này sang dạng khác, được chưa? Rồi thế bây giờ tôi sẽ nói sang một cái theo nữa, rất quan trọng nữa. Một lệnh mà là ngược lại so với cái lệnh print. Lệnh print là lệnh là đưa dữ liệu ra. Bây giờ đưa dữ liệu vào thì là như thế nào? Đấy, nó phải có vào và có ra nhé. Thì lệnh đưa dữ liệu vào chính là lệnh input. Input, chúng ta chú ý nhé. Đi thao sang lệnh input. Thì input làm lệnh rất là quan trọng, nó làm cái hàm thôi, làm cái hàm rất quan trọng dùng để nhập dữ liệu đầu vào từ bàn phím. Đấy, thì lệnh này như sau nhé. Lệnh này là gì? Lệnh này sẽ yêu cầu người dùng nhập trực tiếp từ bàn phím bất cứ cái gì đó, xong nó được kết quả ra dưới dạng là số ký tự. Đây thì lệnh input nó có một cái tham số là nó là cái dòng, là một cái thông điệp để mô tả cái thông tin mà để hiện trên màn hình, để mà cho thông báo cho người dùng biết. Ví dụ tôi lại dùng gọi là input, tôi mở ngoặc là hãy nhập một số như thế này, đúng không? Đấy. Thì lệnh input tôi chỉ có một cái đầu vào, còn tức là cái tham số của nó chỉ có một tham số thôi, là một số ký tự để hiện trên màn hình cái thông tin để gợi mở cho học sinh, cho người dùng nhập vào. Và khi lệnh trên lệnh này thì người dùng sẽ phải nhập một cái giá trị bất kỳ từ bàn phím, có thể là chữ hoặc số, nhưng mà phần lệnh này sẽ luôn trả lại giá trị là một số. Tôi lấy ví dụ nhé, tôi enter để hiện hiện này, enter này, đấy máy báo là nhập một số, tôi nhập nhé, tôi nhập số là nhập số, có thể nhập số nhập sai nhé, nhập được không, nhập được, enter này, đây máy ra kết quả là ai, như vậy là tôi nhập vào tới đâu nhé. Đây tôi nhập vào từ bàn phím này. Và kết quả này được lưu, được đẩy ra khỏi cái hàm số này và đưa ra cái hàm cái này. Đấy. Vậy tôi làm lại này. Tôi viết làm lại, tôi viết là S bằng input. Kết quả ra nhé. Tên của bạn.
tên của bạn. Đúng không? Như này. Thì lệnh này là lệnh như sau, lệnh này là lệnh là lệnh này là lệnh là tôi thực hiện lệnh input và kết quả của nó gắn ngay vào cái biên nhớ exit. Như vậy là đồng thời vừa lệnh input vừa lệnh gắn luôn, thấy không nào? Gắn kết quả luôn vào exit nhé. Khi enter thì máy sẽ là như sau, máy sẽ thực hiện cái lệnh input và chúng ta nhập một tên của chúng ta và kết quả gửi vào cái biên nhớ exit. Enter này. Đấy, thì biết là enter. Xong. Bây giờ là tên của cái tên nhân viên là Hà đó đã được đưa vào cái biến SC và cái chạy SC này. SC chính là Hà. Đó. Như vậy là cái lệnh input này được dùng rất là nhiều trên thực tế, dùng để nhập dữ liệu đầu vào. Ngược lại sau lệnh print. Nên là những lệnh print lệnh in dữ liệu ra, còn input lệnh nhập dữ liệu vào. Và luôn nhập vào và kết quả được đưa vào cái kết quả của cái hàm, đó là cái hàm input, kết quả của hàm input là trả lại luôn là một số ký tự. Tôi viết lại này, S thì tôi viết lại một mệnh khác nhé, A bằng input nhập một số đây như này nhé, enter này, tôi nhập số là 56, enter đây. Thì bây giờ hỏi A là gì nào? A là số 56 hay A là số ký tự 56? Kiểm tra A nhé. Đấy. A là số ký tự 56 chứ không phải là số 56. Vì sao như vậy? Vì ta biết rồi là cái hàm input ấy luôn luôn trả lại kết quả là số ký tự. Hàm input là đầu vào là sâu, đầu ra là sâu. Bạn chú ý nhé. Đó. Nhắc lại này. Đây là lệnh của nó đây nhé. Đây. Input đây. Thầy ơi. Và gì đấy? Bạn nào tắt đi nhé, tắt micro đi nhé. Thế nào như vậy, ta nhập vào 156 nhưng mà khi nhập vào thì máy hiểu đó là một sâu và trả lại giá trị của A là một sâu. Sâu hơn này. Thấy không nào? Đấy. Được chưa? Do đó cho nên là thực tế khi chúng ta muốn nhập một số nguyên ấy thì khi nhập vào thì trước khi mà trả kết quả chúng ta phải chuyển nó sang dạng số nguyên. Cho nên thực tế cái lệnh mà thực tế hay dùng là nhập số nguyên như sau. A bằng tôi sẽ dùng hàm in để chuyển đổi luôn, mở ngoặc input nhập một số hai chấm cách ra để ra có cách dùng có cho nó hay đúng không? Và đây là hai lần đóng. Lần đóng thứ nhất là của hàm input, lần đóng thứ hai là của hàm in. Vậy đây là như sau, đây là lệnh máy yêu cầu là nhập vào một số, nhập vào 13 chẳng hạn. Khi nhập vào thì hàm input trả lại là một sâu, máy hiểu đó là trả lại là một sâu ký tự có nội dung là 13. Chúng ta phải dùng một cái hàm in nữa, hàm này vừa học xong nhé, hàm vừa học phía trên đấy là cái hàm mà chuyển đổi từ sâu sang số và máy sẽ chuyển đổi từ sâu sang số. Chính xác. Enter thử nhé. Enter. Đấy. Nhập một số này. Nhập 56. Enter. Bây giờ kiểm tra A này. A bây giờ chính là 56 luôn. Vậy bây giờ mới đúng đây. A chính là 56. A chính là số nguyên. 56. Thấy không nào? Đấy. Cho nên là lệnh A nhé. Như vậy đây là lệnh nhập một cái số nguyên. Mình nhập một số thực như nào? Là x bằng rồi là float để chuyển đổi ngay input mở ngoặc nhập số bất kỳ ví dụ như vậy nhé, hai chấm này, đóng nháy này, hai lần ngoặc, ngoặc thứ nhất là của input, ngoặc thứ hai là của float nhé. Enter này, tôi gõ này 56.78. Thì máy sẽ đầu tiên máy sẽ trả lại cái hàm input, trả lại giá trị là số ký tự là 56.78 là cái sâu. Sau đó chúng ta dùng cái hàm float này để chúng ta chuyển đổi một lần nữa từ in từ sâu để sang số thực. Enter nhé. Enter. Đấy, mình kiểm tra lại x này. 56.78. Được chưa? Đó thì các bạn thấy như vậy là ý nghĩa của cái hàm hàm in, hàm float là chính là cái lệnh, ý nghĩa của nó là dùng để ta
kiểm soát ngay cái đầu vào và ra cái kết quả luôn nhé. Rồi thế bây giờ chúng ta là thử một cái ví dụ nhé. Bây giờ chúng ta lập trình luôn trên trên chương trình đây, làm số 2 nhé. Như sau này, mình thử new cái chương trình new cái làm bài số 2. Số 2 như sau này, chúng ta sẽ yêu cầu học sinh là nhập từ bàn phím một cái tên của tên học sinh và nhập vòng thứ hai là tuổi. Sau đó là phần mềm thông báo là chào bạn, vì tôi nhập tên là Hà, 10 tuổi. Máy thông báo là chào bạn Hà, bạn năm nay là 10 tuổi. Được chưa? Làm được không? Làm được, làm thử nhé. Đây, tôi làm luôn này. Thì chương trình sẽ nhập từ bàn phím vào một cái tên nhé. Tôi gọi là cái tên, tạo luôn cái bên nhớ là tên luôn, tên này vì tên là sâu chứ không cần thiết dùng luôn là input này luôn, input luôn không còn chuyển đổi đúng không. Tên của bạn hãy nhập tên của bạn đấy, như này thứ nhất không to nhưng dễ nhìn này đấy. Dòng thứ hai là tuổi. Đấy, tuổi chúng ta sẽ phải muốn ta phải nhập xong ta phải đổi luôn cho nó dễ, dùng cái hàm in để đổi luôn input. Tuổi của bạn. Được chưa? Sau thông báo luôn, sau in ra lệnh print chào bạn đóng nháy phẩy tên. Nhắc lại một chút là khi in ra thành một dãy các cái giá trị đấy thì lệnh print luôn chèn các dấu cách vào giữa, cho chúng ta với chào bạn tên là máy hiểu hay là chào bạn dấu cách tên của mình trên yên tâm là không lấy nhé. À, sau đó thì là với luôn là bạn năm nay đóng ngoặc tuổi. Như vậy là cái hàm mà pin này là có một tham số, hai tham số, ba, bốn, năm tham số, đúng và in trên một hàng ngang luôn. Nhân viên tôi ghi lại này. Ghi cái bài này là bài số 2, bài 2 của bài hôm nay nhé, bài 2 nhé. Bài 2 đây, chạy thử nhé. Sao mà chạy như nào này, đây chạy thử đây. Nó sẽ làm 3 lệnh lượt 3 lệnh này. Chạy thử nhé, ok. Đấy. Tập tích của bạn thấy không nào, đây là lệnh số 1 này. Tôi gõ là Bình chẳng hạn, Bình. Enter. Tuổi của bạn, dĩ nhiên là 12, Enter. Anh báo luôn là chào bạn Bình, bạn năm nay là 12 tuổi. Thấy không nào? Thì các bạn thấy như vậy là cái hàm in này là cái hàm quan trọng. Được chưa? Rồi bây giờ tôi sẽ sang là tôi ví dụ sang một cái ví dụ nữa nhé. Là như này, bây giờ tôi yêu cầu nhập bàn phím vào hai số nguyên M và N và máy sẽ tính ra là tính tổng hai số và hiệu của hai số đó. Được chưa? Tôi làm một bài số 3. Vâng, vào đây. Tôi làm bài số 3 như sau này. Cái bài này là yêu cầu nhập từ bàn phím và hai số nguyên là M và N và máy sẽ in ra kết quả là tổng hai số và hiệu của hai số, tức là tổng là M cộng N và hiệu là M chia N. Được chưa? Rồi tôi nhập này, M bằng này. Tôi làm luôn, dễ nhất. M này. Thế vậy như vậy M số nguyên tôi sẽ phải chuyển đổi sang dùng lệnh int, sau đó input. Input nhập số thứ nhất nhá, đóng nháy hai lần dấu ngoặc vì đó là hai hàm nhé. Thứ hai là n cũng tương tự như vậy, int input mở ngoặc nhập số thứ hai đó. Cho máy báo ngay ra dùng lệnh print nhé, tổng hai số là
không cần dấu cách, tổng hai số là nhé. M cộng N, đúng không? Sau đó là hiệu hai số là M trừ N. Đấy, rất đơn giản đúng không nào? Như vậy lệnh nhớ là lệnh print là in ra nhiều giá trị trên một chiếc mặt hàng và máy tự động chèn vào giữa các dấu cách. Yeah. Còn ở trên là dạy lên một lệnh hai là hai cái lệnh dùng để nhập dữ liệu vào, thì vì input là cái hàm nhập liệu chính của Python luôn luôn trả lại giá trị là số ký tự. Chúng ta muốn nhập số chúng ta phải chuyển đổi, dùng hàm in để chuyển đổi nhé. Yeah. Tôi lưu lại cái bài này là bài 3 của ngày hôm nay nhé. Mình chạy thử nhé, nào chạy thử nào. Đây. Đấy. Số nhất từ đó là 19. Số thứ hai tôi gõ là 11. Hãy báo ngay là tổng hai số là 30, hiệu hai số là 8. Được chưa? Bây giờ tôi mới thử lại, bây giờ tôi thử nhập sai như nào thì máy báo như nào nhé. Đây tôi thử nhập sai này. Đây. Số nhất. Ở đây tôi muốn ý hiểu là tôi muốn dùng cái hàm in, tôi muốn là nhập số là số nguyên. Mình nhập sai này. Tôi nhập là 18.90. Enter. Máy lập tức là báo ngay là văng ra ngay là báo lỗi ngay. Là ngay lệnh nhất luôn, không kịp lệnh thứ hai. Bởi vì chúng ta đã nhập sai dữ liệu. Đây, chúng ta thấy rất quan trọng cái này đấy. Tức là mà khi mà chúng ta thực hiện chương trình đấy, mặc dù chương trình này không lỗi là cú pháp. Nhưng mà có lỗi về mặt nhập dữ liệu. Vì cái hàm in này nó không thể nào chuyển đổi đúng được. Đây, tôi phải quay lại bên này nhé. Đây, hàm in. Tôi có chuyển đổi được số là 12, tôi chuyển đổi sang là sâu ký tự 12, là chuyển đổi sang đúng là 12, được chưa? Nhưng hàm in, tôi chuyển đổi từ như là 10 nhưng lại .678 thì máy không thể báo lỗi ngay. Máy không thể nào mà chuyển đổi một cái sâu mà cho nó là kiểu nó là một số thực trong cái sâu đó. Máy không chuyển đổi được trực tiếp sang cái hàm in không chuyển đổi được. Đấy, thì đây, cái cấu tạo của hàm in là nó như vậy. Mặc dù là ngược lại hàm float thì là vô tư. Hàm float tôi có thể chuyển đổi với số như là số nguyên này, chuyển đổi không sao cả. Máy vẫn hiểu là số nguyên. Đó. Nhưng mà cái hàm in này thì nó như vậy. Được chưa? Đấy, hàm float được nhé. Để tôi làm tiếp tục này. Hàm in tôi chuyển đổi một cái sâu. Số này là số nguyên nhưng mà nó không phải là số nguyên đơn mà làm cái biểu thức thì được không? 14 cộng 16 liệu có được không nào? Nó mà thân nó là nguyên nhưng mà nó không phải là một cái số đơn mà nó là một cái biểu thức tính toán mà là vẫn có dạng là số nguyên. Enter này. Lỗi. Nó cũng được. Như vậy là cái hàm in nó chỉ chuyển đổi được cái sâu mà cho nó là một số nguyên thôi. Chứ thế này là lỗi nhé. Hàm float kiểm tra. Hàm float nó có lỗi không nhé? Ví dụ như là 12.777 cộng với 1.999 này. Và bản thân là kia nó là một sâu, trong sâu nó là một cái biểu thức có giá trị thực, mà nó không phải là một số thực đơn, mà nó là không phải là một số thực là đơn độc, mà nó là một cái biểu thức có giá trị thực. Được không nhé? Enter. Cũng vẫn lỗi. Như vậy là cái hàm in và hàm float này nó chỉ chuyển đổi được cái kiểu dữ liệu, cái kiểu mà kiểu sâu mà cho nó là một cái số nguyên mà chỉ là một số nguyên thực, là một số thực thì chuyển đổi được. Còn nó là một cái biểu thức phức tạp là không chuyển đổi được. Đấy, quan chú ý nhé. Chính như vậy mà ở bên này, ở bên chương trình này mà chúng ta nhập sai là máy nó sẽ báo lỗi ngay. Đấy, chúng ta quay lại bên này nhé. Đấy, cái này này. Chúng ta vào nhập cái này là máy báo lỗi này, 18.90 máy báo lỗi này. Vì đây nó là cái in này. Đấy. Được chưa? Rồi, thế bây giờ mà để mà tránh cho cái chuyện là thế này thì làm thế nào? Thì ở trong, để khi cái việc mà chuyển đổi dữ liệu thì ngoài cái lệnh in, lệnh float ra thì đối với số ấy,
thì thằng Python còn có một cái hàm nữa rất là hay, hàm nữa rất hay, đó là cái hàm mà dùng để chuyển đổi tổng tổng quát. Nó không không những là nó là chuyển đổi mà nó có được nó tính toán được, nó mới chuyển đổi. Hàm đó nó gọi là hàm EVAL, chúng ta nhớ nhé, hàm EVAL. Hàm EVAL nó cũng rất giống cái hàm int và float. Nó biến đổi từ các cái dạng sâu sang dạng số, nhưng mà cái EVAL nó hay là nó có thể tự động nó tính toán trước, sau đó mới trả lại. Đây, dụ EVAL nhé. Bây giờ tôi gõ một cái số dụ như là 13 cộng với 67 chẳng hạn. Được không? Nhưng mà trường hợp này nếu mà là hàm in thì là lỗi ngay. Hay là hàm float lỗi ngay, nhưng EVAL nó chuyển đổi ngon lành. Mà lỗi ra là 80. Như vậy cái hàm EVAL là nó tính toán, nó tự động tính toán ở bên trong cái sâu đó và nó dẫn được kết quả luôn. Nhá. Về EVAL này. EVAL nhé. 34.78. 34.78 cộng với 1 cộng với 10 trừ đi 12.99. Được không? Đấy. Thì cái này thằng EVAL này nó vô tư luôn. 31.79. Được chưa? Nhưng mà EVAL là một cái hàm rất là mạnh, dùng để nhiều khi dùng để thay thế cho cái hàm in và hàm float. Bởi vì chúng ta yêu cầu là nhập một số bất kỳ, hay là một số đó có thể là bây giờ tôi muốn là nhập một số bất kỳ không phân biệt đâu là thực là thực hay là nguyên, thì dùng hàm EVAL là hợp lý. Đấy chưa? Vì tôi bác con vừa nói là hàm in ý. Hàm in thì cho phép là một cái số biểu tượng là số nguyên thôi. Còn nếu mà hàm in mà bên trong một sâu nó là một cái số thực ấy, thì nó có lỗi. Thế này là lỗi này. Vẫn là một số đơn nhưng mà nó vẫn là lỗi. Đấy. Chuyện hàm in nó chỉ chuyển đổi được cái số nguyên thôi. Số nguyên ở trong sâu. Vì chúng ta muốn là nhập cái số tổng quát từ bàn phím chẳng hạn, dùng lệnh input, thì chúng ta vẫn phải dùng hàm EVAL là rất là hợp lý. Được chưa? Đó thì đó là cái số chúng ta biết được sơ sơ như vậy. Rất quan trọng nhé. Rồi, thế bây giờ tôi sẽ nói tiếp sang một chút nữa để chúng ta hình dung nhé. Như vậy là chúng ta học lệnh hán rồi. Chúng ta học các lệnh, thêm một số lệnh hôm nay dùng đầu tiên học rất nhiều hàm rồi. Hàm int, hàm float, hàm str, hàm print đưa ra, hàm input để đưa vào. Mặc dù là rất đơn giản thôi, hàm eval. Bây giờ chúng ta sẽ học mà sẽ còn lại thời gian còn 15 phút nữa tôi sẽ nói về một cái khái niệm nữa rất là hay nữa của Python. Cái xem này là theo tôi là cái chỗ này là theo tôi chỗ này là một chỗ hay, gọi là hay. Trời ơi, không biết đường về chết đâu, hay nhất luôn. Tôi là hay nhất của Python luôn, là nó cho phép là gán đồng thời không phải như này. Ví dụ như tôi biết là x này bằng y này bằng z này bằng 1, cái này là ok rồi. Cái này là cái mà thằng C nó cũng cho phép như này, gán đồng thời trên một hàng này là chuẩn rồi. Nhưng mà hay hơn nữa như thế này, hay nữa là cho phép gán như này, x phẩy y bằng 10.6 đó. Cái này mới gọi là hay này, cái này. Thế này là nó gán là 10 gán cho x và 6 gán cho y. Cách nhau 7.7. Nhưng mà là một dãy các cái biến nhớ ở bên trái có thể gán bên phải một dãy các giá trị cách nhau 7.7. Và máy hiểu hết, máy gán chính xác luôn, enter nhé. Enter. Vậy nhưng mà x ở đây nó sẽ là 10 và y nó sẽ là gì? Y nó sẽ là 6. Và thế cũng rất là hay, cái này mới là lệnh hay này. Đấy. Mà cái gán này là nó hay như này nhé, nó gán khi tôi biết là x y bằng 16 thì là đồng thời, nó tính ở bên phải trước, nó sẽ gán bên trái sau. Mình tôi biết tiếp nhé. Vậy x là 10, y bằng 6, mình biết x y bằng x cộng với y trừ x hay là y x trừ y. Được chưa? Thế này thế nào đây?
tức là máy lên xong gậy này máy cũng là lệnh gán đồng thời, nhưng bên phải của nó không phải là các giá trị cụ thể mà nó là một cái biểu thức như này đồng thời như này, thì máy sẽ tính tổng XY, tính hiệu XY, tính luôn, tính trước luôn nhá. Tổng XY là bao nhiêu? Là 16. XY là mấy? Là 4. Gán đồng thời hai cái này cho X và Y. Vậy sau đây này X sẽ là 16 và Y sẽ là 4. Các bạn thử xem thì enter nhé. Enter này, X gì này. X gì này, X gì là 16, Y sẽ là mấy? Y sẽ là 4. Thấy không nào? Thì như vậy là như vậy cái này là cho phép chúng ta là tính toán đồng thời nhiều biểu thức trên trên một hàng ngang. Thấy không nào? Như vậy rất là hay chứ không phải tôi viết lại nguyên vi viết là tôi viết là A này, B này bằng này. Nhé. 16 nhân với 45 này, đúng không? Phẩy này. 25.5 này mũ này 45 này. Được chưa? Đấy. Như vậy là đây là hai biểu thức luôn. Đồng thời tính toán hai biểu thức này và gán cho A và B luôn. Đấy. A này. A chính là cái 16 nhân 45 này, B này, B chính là 5.5 nhân 45. Đấy, có thể làm số rất là lớn. Thì như vậy là cái lệnh gán này là lệnh gọi là gán đồng thời của Python, rất đặc biệt, cái này không có ở trong C, không có ở trong Pascal nhé, rất đặc biệt. Và một đặc biệt nữa chúng ta chú ý nhé, bây giờ tôi kiểm tra lại nhé, tôi khi viết ra tôi có thể viết là x gì y được không, tôi có thể viết ra là x gì, viết được không, viết được, enter à, mới hiểu ngay là 16 và 4, có thể viết thành hai cái luôn, có thể viết ngay trên màn hình như này nhé. Rồi nhưng mà x là 16, y bằng 4 này. X gì này, y này. Biểu thì viết là y x. Thì sao nhỉ? Đấy, thì như này tôi nhắc lại như này nhá, thì máy sẽ tính y x thành một cái cặp số, xong máy gán x y này cho x gì, gán x cho y. Như vậy đây chỉ là lệnh là hoán vị hai vị trí của hai bên nhớ x và y. Enter này, x biến sẽ là 4, đấy, y sẽ là 16. Bạn thấy không nào? Ở trong các ngữ lập trình trước ấy, khi chúng ta học ấy, chúng ta đều phải dùng một cái biến phụ như là tem chẳng hạn, trung gian bằng x gì này, đúng không? Sau đó là x gì bằng y này, sau đó là y bằng trung gian, đây là cái lệnh để hoán đổi giá trị của hai cái biến bất kỳ. Thì ở trong Python thì chỉ có chỉ một lệnh thôi. Là x phải y bằng y phải y. Thấy không nào? Đây chính là một cái điểm rất là mạnh của Python, cực kỳ mạnh luôn, làm cho chương trình viết nó rất là ngắn gọn. Nên là trong chương trình của Python thường là rất ngắn gọn là vì thế. Một cái chương trình với Pascal có thể là hàng chục dòng, trên Python chỉ viết là hai dòng, ba dòng. Bạn sẽ thấy là nó rất là hay là chính là ở những chỗ như thế này đây nhé, nó cực kỳ hay luôn. Thì đây là một chỗ chúng ta chú ý nhé, cái lệnh này là cái lệnh mà gán đồng thời này sẽ được học đi học lại rất là nhiều lần, chúng ta làm rất nhiều trên thực tế, nó dùng rất là nhiều trong rất nhiều bài tập khác nhau nha. Như vậy là đây chính là cái lệnh mà dùng để hoán vị, hoán đổi hai giá trị của hai biến nhớ nhé, hai biến nhớ. Các bạn có thấy hay không nhỉ? Cái này là như vậy, cái này là rất là hay, làm cho cái chương trình của Python nó rất là nhỏ gọn nhé. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ nói thêm một chút nữa là như này, là cái hàm Evan ấy, hàm Evan là cái hàm là nhắc lại là cái hàm là biến đổi một cái sâu bất kỳ mà nó trong số đó gọi là trước biểu thức ra số trước đó có thể là lập thức bất kỳ và nó có thể là số thực hoặc số nguyên bất kỳ. Chứ cái Evan là cái hàm dùng để nhập dữ liệu mà tổng quát. Tôi không biết đầu vào của tôi là số hay là số nguyên hay là số thực, thì tôi dùng cái hàm Evan nó là ta dùng để nhập dữ liệu vào. Nhưng mà cái hay là như này, là Evan cho phép là tính toán từ sâu mà tính toán không phải tính toán trên một số, tính toán trên nhiều số cùng lúc, giống như là ở đây. Đó, thì làm thử nhé. Hàm Evan này, một số ảnh nữa của hàm Evan này nhé. Đây. 12 cộng 67 xong phẩy, đấy, đây là cái phẩy nhé. Cái thứ hai là 78 trừ đi 68 nhân với 7.
không nháy nhé. Như vậy cái sâu này này, cái sâu này là cái sâu ký tự này là nó có hai biểu thức cách nhau bởi dấu phẩy, thì thằng Ivan cũng nhận biết được hết. Enter là ngày hai số luôn, là 22 cộng 67 chính là gì, chính là 79, và 78 chính là chính là 22. Như vậy cái hàm Ivan này có sức mạnh như vậy, và người ta dùng cái chức năng này để chúng ta có thể nhập nhiều số từ bàn phím. Đây Ivan tôi có thể là nhận biết như này, nhận biết là như này, nhận biết những số như là 23,56,89, nhận biết được không? Nhận ngon lành luôn. Enter nó ra luôn này, ba số 23,56,89. Và tôi có thể viết như này, tôi có thể viết là x y z bằng Ivan gán. Đây là gán đồng thời đấy nhá, gán này. Đây, 12,78,89 đây. Thế con nào? Ba số nhá. 12 là 1 này, 12.78 là 2 này, 89. Thằng Ivan nó sẽ nhận biết được cả ba số và nó gán đồng thời cho x, y và z. X chính là 12, y chính là 12.78 và z chính là bằng 89. Thấy không nào? X đây này, x là 12, y bằng 12.78 và z bằng đây, z bằng 89. Và chính như vậy người ta dùng cái này để người ta nhập, mà dùng cái hàm Ivan để ta có nhân nhập nhiều số trên một hàng ngang từ bàn phím. Thì giả sử nhé, bây giờ nhập, tôi nhập mà hai số mn nhập trên một hàng ngang, nhập như nào? Đây, dùng cái hàm này m phẩy n gán luôn nhé, Ivan input nhập hai số bất kỳ từ bàn phím, không bất kỳ thôi, bất kỳ cách nhau bởi dấu phẩy, bắt buộc có dấu phẩy nhé, nhắc lại một tí nhé, bắt buộc phải có dấu phẩy đấy, dấu phẩy hai chấm cho nó dễ đúng không? Đấy, nhắc lại nhé, cái này nhập hai số bất kỳ cách nhau bởi dấu phẩy, ta cho ta nhập vào, ví dụ ta nhập vào là 15,8 hay là 1.5,32, đấy thì là hai số đấy, giống đây này, giống phẩy đây này, giống phẩy đây, thì Ivan nó nhận được hết. Đây là đầu vào nhé, đầu vào Ivan sẽ nhận được biết là hai số và sẽ trả lại và gán ngay vào m và n, thấy không nào, m và n. Nhưng mà chúng ta chỉ đáng lẽ phải dùng hai lệnh input, đây chúng ta dùng một lệnh thôi và ta gán thẳng dù hàm Ivan enter này. Thấy máy nhập hai số nhé, nhập là 56,89, enter, nhập xong rồi. Và bây giờ m chính là 56 và n chính bằng 89. Thấy không nào? Thì bây giờ chúng ta sẽ quay sang, chúng ta dùng cái này, chúng ta sẽ nhập bài toán như sau, là nhập bàn phím hai số bất kỳ cách nhau bởi dấu cách, sau đó là phần mềm sẽ in ra kết quả là tổng hiệu hai số đó. Đây tôi sửa cái bài này một tí thôi, bài này nhé, bài 3 bây giờ đẹp, tôi lưu lại thành bài 4 này. CVS em không làm được cái swing thầy ơi. Không làm được cái gì? Cái swing này ạ, cái wing này ạ, em không làm được. Wing à, thầy bác cháu cũng cài cái wing way rồi, nhưng mà khi mà lập trình trên đấy thì không chạy được. Đúng rồi ạ. Chị ơi, đấy là do là chị biết là tiếng Việt nhá. Nếu mà các bạn phải thế nhé, các bạn phải cài nó có lỗi như nào? Chúng ta phải cài cái phần mềm Python trước. Sau chúng ta cài cái phần mềm WinRAR này sau, chạy bình thường mà. Em cài Python trước xong chúng cài cái này sau mà nó không chạy được ạ. Không chạy được ạ. Nếu các bạn gửi cho tôi cái phần hình lỗi, tôi sẽ chỉ chỉnh các bạn làm như nào. Em vừa dùng cái WinRAR, em cũng bị báo lỗi, và em đã cách xử lý của em là nó báo lỗi là em ra em viết tiếng Việt. Ví dụ như thầy đang viết là hãy nhập tuổi của bạn viết tiếng Việt. Thế thì chị sẽ sửa bằng tiếng Anh thì nó sẽ được ạ. Em vừa xử lý bằng cách đấy ạ. Lỗi à, thế thì lỗi là các bạn là dùng cái biệt. Nhớ, thế bây giờ sửa như này nhé.
Bây giờ tôi nói rồi là chúng ta phải đặt lại chế độ là cái editor này nó phải là hỗ trợ gõ tiếng Việt thì mới được. Thế như sau này, chúng ta vào edit này, vào cái chỗ là preferences này, cái này chỗ này nhé, chỗ này này, chúng ta vào đây này. Sau đó chúng ta sửa hai chỗ, một chúng ta vào chỗ file này, và ở đây này chúng ta chọn là Unicode UTF-8. Ở đây này nó có rất nhiều, tôi có rất nhiều cái encoding nhé. Mặc định là CP1252 là nó không hỗ trợ tiếng Việt. Chúng ta phải chuyển xuống, chúng ta đặt từ chế độ là Unicode UTF-8. Đấy, thì nó sẽ hỗ trợ. Như ở đây này, đó là một chỗ nhé. Chỗ thứ hai là ở đây này, chỗ thứ hai là vào cái chỗ là Debugger này, chỗ IO này. Là cái chỗ vào ra, đấy, chỗ vào ra, chỗ vào ra là đây này. Thì có nơi có hai chỗ, chỗ này là một này. Debug IO, coding này cũng là UTF-8 nhé. Unicode này. Và hai là cái chỗ này. Shell encoding cũng là Unicode UTF-8. Thì chưa có là bình thường, tiếng Việt bình thường như tiếng của tôi có bình thường ấy nhé. Thầy ơi, của em thì nó bị lỗi là could not start debug, cannot be encoded in the computer. Thế em rồi, thầy could not start debug thầy ạ. Yeah. Debugger không được, không chạy được. Debugger nó báo lỗi chứ debugger gì thầy. Could not start debug process. Của em cũng thế ạ. Thế này thì chúng ta bây giờ chúng ta phải bìa nhé, bìa chúng ta một chúng ta về cài lại đi và chúng ta đặt lại chế độ gõ tiếng Việt đi, xem nó có được không nhé. Bìa đây thì bìa tôi cứ làm luôn và tập này chúng ta sẽ thầy, thầy chỉ là em cái chỗ cách cách làm chỉnh lại Unicode các kiểu hả? Đây chỗ này nhé, đây và chúng ta vào edit này, edit nhé, chúng ta vào lệnh cuối cùng này nhé, lệnh này nhé. Đấy, lệnh này là một này. Sau đó chúng ta sẽ bấm vào đây, sau đó chúng ta sẽ đăng lại như lại đây. Là cái này này, đúng không? Yeah. Nó có hai chỗ. Nó có hai chỗ, một là chỗ file. File này. File chỗ này này. Default encoding này. Đấy, là một nhé. Chọn Unicode này. Và cái thứ hai là chỗ này. Để hai là chỗ này. Chỗ debugger này này. Cũng vậy, chúng ta đặt chế độ ở đây. Cái này là được thôi. Các bạn nào bây giờ chúng bạn nào mà lỗi chúng bạn could not start debugger thì chúng ta thử cài lại đi vậy, chúng ta remove, chúng ta cài lại cái bản này sao nó phụ của tôi. Thực xưa tôi chưa bị lỗi như thế bao giờ cả, tôi sửa thêm chút chưa, chúng ta bài này ta làm xong rồi được, chúng ta nghỉ nhé. Bây giờ chúng ta sẽ sửa lại như sau, chúng ta sẽ nhập bằng lệnh evan m và n đây, nhập luôn này, evan này, evan này, lệnh thứ hai chúng ta có thể bỏ đi này. Đây là bài số 4 nhé. Đấy. À, nhập hai số. Nhập hai số. Nhập hai số cách nhau. Cách nhau bởi dấu phẩy. Phẩy. Nhé. Đó. Đúng có hai lệnh thôi. Nhập thẳng vào luôn là M và N luôn. Và cái tổng hai số là M cộng N và hiệu hai số là M trừ N. Đấy. Chúng ta ghi cái bài này thành bài số 4 nhé. Đây, mà ta chạy thử tôi chờ cho bạn xem thì nó đúng sai nhé. Đây, số nhất nhập là 1.2, sau đó là phẩy, số thứ hai là 67. Enter. Đây báo ngay là tổng hai số là 62, 68.2 và hiệu hai số là 6-65.8. Đấy con ạ. Như vậy là chúng thấy ý nghĩa của cái hàm Evan chưa? Evan là cái hàm rất đặc biệt. Hàm Evan. Đây là hàm Evan này. Tôi vừa bên hàm Evan này. Đây, hàm Evan là cái hàm mà nó không những là tính toán tự động tính toán một cái biểu thức trong dòng sâu, một số trong sâu, mà nó có thể tính toán được nhiều biểu thức trong sâu, trả lại là một dãy các số, mà chúng ta dùng ngay cái tính chất là gắn đồng thời hay là nó gọi là gắn đồng thời đấy, của Python, chúng ta một cái chức năng rất là mạnh của Python là gắn đồng thời, chúng ta sẽ gắn trực tiếp vào đồng thời cho nhiều bình chứng ngay trên một hàng luôn, không cần thiết là phải nhiều hàng nữa. Đấy. Được chưa? Thế ơi, chạy chương trình bằng lệnh gì ạ? Cái gì cơ? Chạy chương trình bằng lệnh gì ạ? Đây đây. Chạy chương trình bằng nút run này này. Này nhé. Hay là chính là cái lệnh này, chính là cái lệnh là debug không phải project tool à. Lệnh F5 à. Đây đây, tôi vô xem lệnh nó nằm ở đâu. Nó vẫn lỗi thầy ạ.
mà nói. Em vẫn kỹ hơn nhỉ? Đây là start nào ạ? Đấy. Bây giờ các bạn chụp hình cho tôi cái màn hình lỗi đi, tôi gửi tôi xem nào. Các bạn gửi cho tôi qua đấy đi, qua Facebook ấy. Trên là gửi lên nhóm ấy nhé. Tôi sẽ xem lỗi như nào thì tôi mới trả lời được. Thông thường là máy nó tự nhận biết khi mà chúng ta cài cái này vào là máy tự động nhận biết được cái kia, biết được kia muốn chạy cái này này thì máy sẽ phải tìm được cái chỗ mà của Python, nhưng chúng ta phải cài Python trước, cho cài cái này sau thì máy tự động biết được cái vị trí của Python và nó sẽ làm hết mọi thứ nhé. Được chưa? Thôi nhé, mà chúng ta hôm nay là buổi đầu tiên chúng ta học như vậy đấy nhá, không thành ra nhiều quá là nó lại đau đầu. Chúng ta nghỉ ở đây nhé. Dạ. Nhà có câu hỏi gì em chỉ quay cho thầy cái lỗi rồi đấy ạ. Ừ. Không ạ. Các bạn nào lỗi thì các bạn gửi lên trên cái trang trên Facebook nhá, tôi sẽ trả lời ở trên đó. Chưa? Vâng ạ. Vâng. Chúng ta nghỉ ở đây nhé. Hôm nay buổi đầu tiên như vậy đấy nhé, không nhiều quá thì lại là mệt lắm ấy. Nhiều quá là không.